Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ tập thể, mỗi tham luận, ý kiến thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đều đã góp phần làm sáng tỏ thêm các vấn đề lớn của đất nước, đặc biệt là đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển giai đoạn tới. Đại biểu đánh giá, các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, chất lượng, phù hợp với thực tiễn của đất nước và những biến động khó lường của tình hình quốc tế hiện nay, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta. Nhiều đại biểu cho rằng, những thành tựu kinh tế xã hội nhiệm kỳ qua và 35 năm đổi mới sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước trong chặng đường phía trước. Tôi thấy chất lượng, các thảo luận năm nay có chất lượng rất cao và đều được chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng. Tôi rất ấn tượng về phát triển vùng liên vùng và phát triển về cái chiến lược lâu dài của đất nước chúng ta. Tôi nghĩ rằng ban tổ chức đại hội sẽ chắt lọc những cái ý kiến của các tham luận để tiếp tục chỉnh sửa vào các báo cáo chính trị để hoàn thiện cách toàn diện hơn, làm cái tiền đề để đưa ra những định hướng, mục tiêu, những giải pháp cho 5 năm tới và thậm chí là cho 10 năm tới và lâu hơn nữa. Trong các lần trước chúng ta đề cập đến nhiều cái hạ tầng về kinh tế, lần này chúng ta nhấn mạnh hơn là phải kết cấu hạ tầng đồng bộ, không những về kinh tế và về mặt xã hội, về mặt an ninh, về mặt quốc phòng, và nhấn mạnh đến cái hạ tầng số, hạ tầng về công nghệ viễn thông. Như vậy, cái ba đột phá chiến lược này đặt ở một cái tầm mới và đặt ở một cái xu hướng mới, và tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề phù hợp với cái thời kỳ cách mạng 4.0. Các ý kiến tại đại hội đã đề xuất cách tiếp cận mới để tận dụng cơ hội, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước, khai thác cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá lên. Trong giai đoạn tới, nước ta tiếp tục và tập trung đầu tư các nguồn lực, đầu tư cho kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Và trong hạ tầng giao thông thì cũng mong muốn ngoài cái đầu tư cái hạ tầng giao thông đường bộ thì chúng ta cần quan tâm đến đầu tư hạ tầng giao thông đường sắt, đường thủy để chúng ta giảm cái áp lực đường bộ, nhưng quan trọng nữa là giảm cái chi phí về logistics để tăng cái khả năng cạnh tranh cấp quốc gia. Có thể nói, cùng với các ý kiến chất lượng, tâm huyết và trách nhiệm cao của mỗi đại biểu tham dự đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đều đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách, định hướng phát triển kinh tế của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Sở Giao thông Vận tải vừa có công văn về việc tạm dừng hoạt động vận tải khách từ Lào Cai tới tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và ngược lại. Cụ thể, kể từ 18 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021, dừng toàn bộ hoạt động khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Dương và các xe vận chuyển khách theo hợp đồng, du lịch, xe taxi có vận chuyển hành khách đi đến tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe vận chuyển phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu. Khẩn trương lập danh sách phương tiện, hành khách, lái xe, nhân viên bến xe có đi đến và về từ tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và các địa phương khác từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 gửi Sở Y tế để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm. Trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Gerirali Việt Nam đã phối hợp cùng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình Tết ấm cho em tại huyện Bắc Hà. Tại huyện Bắc Hà, đoàn đã thăm hỏi và trao tặng 300 phần quà, bao gồm tiền mặt, áo ấm, nhu yếu phẩm, bộ tài liệu giáo dục cộng đồng cho 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lùng Phình và một số xã khác. Nguồn kinh phí do đông đảo nhân viên công ty Generali Việt Nam đấu giá từ thiện, quyên góp tiền mặt, ủng hộ vật chất. Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, mang lại cái Tết ấm áp cho các em nhỏ. Thời gian qua, Generali liên tục tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, đóng góp cho xã hội, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân viên và tư vấn viên của Generali Việt Nam. Hàng năm, công ty cùng Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hiến máu nhân đạo, đóng góp vào ngân hàng máu, phục vụ cho công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân. Generali Việt Nam là thành viên của Generali, tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới từ Italia. Tại Việt Nam, sau 9 năm hoạt động, Generali Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển mạng lưới hoạt động rộng khắp với hơn 60 tổng đại lý, phục vụ hơn 300.000 khách hàng. Chương trình Xuân Yêu Thương Tết Sum Vầy vừa được Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội Thiện Nguyện Ưu Đàm, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tổ chức cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tại bệnh viện, chúng ta
Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 20 suất quà Tết cho những bệnh nhân đặc biệt khó khăn và tổ chức bữa cơm tất niên cho tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng. Trước đó, phiên chợ không đồng được tổ chức để các bệnh nhân được lựa chọn các đồ dùng sinh hoạt, các nhu yếu phẩm thiết yếu. Phiên chợ hôm nay rất là vui, tuyệt vời và ý nghĩa vì nó giúp ích cho các bệnh nhân nghèo có một cái Tết ấm no. Nhân dịp này, Hội Thiện Nguyện Ưu Đàm đã trao tặng nhiều thiết bị y tế như giường y tế, xe lăn, dụng cụ chuyên biệt cho Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh để nâng cao chất lượng công tác điều trị, khám chữa bệnh. Sau một thời gian triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Thành ủy Lào Cai về xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp đã đạt được nhiều kết quả, nổi bật nhất là tiêu chí sáng. Hưởng ứng việc xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp, mới đây gia đình anh Bùi Sĩ Ngọc ở tổ 15 phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai đã bỏ ra trên 2 triệu đồng để thực hiện lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng trên cây xanh trước cửa nhà mình. Và 200 hộ gia đình trong tổ dân phố cũng đồng loạt triển khai chỉ sau chưa đầy 2 tuần phát động. Hướng với phong trào của thành phố là xanh sạch đẹp cùng với các tổ nhân dân dân phố và bà con tổ dân phố là chúng tôi hướng với phong trào đấy thì mỗi căn nhà là đều lắp một hệ thống đường điện, thứ nhất là cho nó xanh sạch đẹp đường phố mà sáng đẹp và đồng thời là đón Tết xuân năm tới. Cấp ủy chính quyền địa phương đã tuyên truyền rộng rãi cho người dân, đầu tiên là cán bộ đảng viên, sau đó tới tất cả các quần chúng nhân dân đều được học tập và quán triệt. Tổ nhân dân đã phối kết hợp cùng với nhân dân vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và tổ chức làm đèn hoa các tuyến phố. Phong trào xây dựng tuyến phố điện đã và đang diễn ra sôi nổi ở các xã phường, mỗi khu dân cư, tổ dân phố và nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Lào Cai. Từ đó, hàng chục tuyến phố sáng rực, lung linh sắc màu được hình thành. Tôi thấy cái ý tưởng mô hình mà lắp điện chiếu sáng trên cây này rất là đẹp. Vừa là tạo không khí, không gian đẹp này, dân đi bộ, đi dạo rồi trông rất là gì. Một là an toàn, mà hai là sáng. Từ hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện tiêu chí thành phố sáng, thành phố Lào Cai đang xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí sáng với tinh thần sáng từ trong nhà, sáng ra ngoài ngõ và sáng cả thành phố. Việc thay thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 theo quyết định số 1666 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. So với mẫu thẻ bảo hiểm y tế hiện hành, thẻ mới có nhiều điểm khác biệt mang lại tiện ích, như mã số thẻ mới sẽ ngắn gọn hơn với 10 ký tự mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia, được sử dụng để tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Mặt sau, mẫu thẻ mới có bổ sung chỉ dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cụ thể hơn, giúp người tham gia biết cách tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và quyền lợi được hưởng. Việc chuyển đổi mẫu thẻ cũ sang mẫu thẻ mới được khẳng định không gây khó khăn, phiền hà cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Trong 2 năm gần đây, nguồn vốn cho chương trình hỗ trợ việc làm trên địa bàn tỉnh chủ yếu tăng từ nguồn ngân sách địa phương cấp huyện và nguồn vốn do ngân hàng chính sách huy động. Trong năm 2020, có 2.446 hộ được vay từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm với tổng số vốn đạt trên 120 tỷ 800 triệu đồng. Đưa tổng dư nợ của chương trình lên gần 274 tỷ đồng, tăng khoảng 65 tỷ so với năm 2019. Tuy nhiên, trên thực tế, nguồn vốn này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của nhân dân. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do nhiều xã đã hoàn thành chương trình nông thôn mới, các phường thị trấn không còn đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và không được tiếp cận với vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh như ở các vùng khó khăn. Khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19. Đeo khẩu trang vải đúng cách, kéo khẩu trang vải che kín cả mũi lẫn miệng. Trong quá trình đeo khẩu trang, tránh không dùng tay chạm vào mặt trước khẩu trang. Khi tháo khẩu trang, chỉ cần cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo khẩu trang, tránh dùng tay cầm vào mặt trước của khẩu trang để tháo ra. Giặt sạch khẩu trang hàng ngày bằng xà phòng để dùng lại cho lần sau. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để phòng bệnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.